Xin kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp diễn mưa lớn, nguy cơ cao về sạt lở đất. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa vào buổi chiều. Qua ánh mây vệ tinh có thể thấy là mây dông bao phủ trên diện rộng khắp từ khu vực Bắc Bộ vào đến Hà Tĩnh cũng như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều điểm đã có mưa lớn dồn dập. Hệ quả là một số nơi ở Hải Phòng, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã xảy ra ngập úng, có nơi nước ngập tràn cả vào nhà. Tình trạng ngập sẽ tái diễn trong đêm nay và ngày mai khi cả khu vực Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ vẫn có mưa diện rộng. Nhiều điểm có mưa to đến rất to, tức là những nơi có màu xanh lá đậm này. Lượng mưa tương ứng từ 50 đến 120mm, có nơi vượt 150mm. Các khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác đến sạt lở đất đá và lũ ống lũ quét bất ngờ. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra ở khu vực từ Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai sang đến Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, vùng núi của Quảng Ninh và từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh. Ở khu vực phía Nam thì chiều mai sẽ có mưa diện rộng trở lại, có điểm mưa to trên 50mm dồn dập trong một tiếng sẽ gây ngập cục bộ ở đô thị. Bên cạnh đó thì dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện ở bất cứ tỉnh thành nào. Không chỉ đất liền mà mưa dông cũng diễn ra ở nhiều vùng biển cả nước. Quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo mưa dông tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.